Anh ơi, em đố câu này, nếu trả lời được em là của anh. Đi nhai đứng mím ngồi cười, hỡi người quân tử, cái gì cười anh? Anh cười, trả lời rất nhanh, là miếng chả thịt của em đấy mà. Chả cười chả muốn ăn em, vậy nên anh phải cho em ăn liền. Anh liền bành chân em ra, cho em vào chả chui ra chui vào. Sướng quá nên em kêu gào, âm thanh sống động như tàu vào ga. Gần gần rồi lại xa xa, nâng lên đặt xuống như là chim bay. Đời em đúng là gặp may, vậy nên em đã cưới anh ngay liền. Vợ chồng sung sướng như tiên, tiền nhiều như núi, trường thọ bình an.